bài tập phần kế tiếp. Rồi, như vậy sau khi xong tới đây rồi thì chúng ta sẽ làm mấy cái sọc trên cao này, rồi chữ rich vitamin trên cao này. Thì bây giờ để làm cái sọc này á, trước tiên á, chúng ta tạo một laser mới là laser 8. Laser mới là laser 8. Thì cái laser 8 này á thì cái laser 8 này á là chúng ta sẽ tạo mấy cái sọc màu trắng này nè. Thì để tạo sọc màu trắng này thì ở đây nó có một cái công cụ rất là hay, có một tính năng rất là hay. Nó là cái nút này, nó có tên là Synchro Marker Tool. Synchro Marker Tool thì có nghĩa là nó kẻ một một nó kẻ một cái đường kẻ. Lỡ mình đợi đợi hàng xíu nha. Đợi hàng xíu. Chiều bán hàng thì gọi điện tới lấy nó không gì đó, nó không để số gọi lại rồi tí chiều chiều có. Rồi ok, nó mình tiếp tục nè. Thầy quên rồi. Bây giờ tại tại cái laser 8 này nè, tại laser 8 này nè, chúng ta sử dụng cái công cụ này, nó có tên là Synchro Marker Tool. Thì ý nghĩa của nó là có nghĩa là nó tạo một cái dòng kẻ nằm ngang và nó rất là mỏng, rất là mỏng, thì nó phù hợp với cái đường kẻ này đó. Và màu của nó là nó lấy cái màu của pha rau, cho nên chúng ta sẽ switch. Đợi hàng xíu nha. Có số điện thoại này rồi thì chiều mới có hàng, chiều gọi điện anh tới lấy được không, chứ bây giờ không có hàng ở đó. Bây giờ tại em đi ra ngoài rồi đó, thì anh muốn có thì khoảng chiều khoảng 2-3 giờ đó, thì tí em về nhà thì có hàng thì anh tới lấy được không. Giá nó bằng với cái giá trên đăng trên mạng á, Shopee, Lazada á, y chang á. Khoảng 2-3 giờ thôi thì mình về tới nhà. Mình gọi điện tới lấy, mình gọi điện cho anh tới. Số số này luôn, số này luôn nha. Ok. Rồi, tiếp tục nha, tại vì có một số bạn gọi điện cho anh thầy á, hỏi về bài bài học á. Rồi, tiếp tục nè. Rồi, chúng ta sẽ dùng công cụ này nha, Synchro Marker Tool nè. Rồi, và màu của nó là màu trắng á, cho nên ở đây á, thầy sẽ chấm ở đây. Khi mà chấm một cái á, là nó tạo một đường kẻ nằm ngang rất là mỏng thôi, rất là mỏng thôi, và chúng ta tô màu trắng liền. Thì nhấn phím là Alt Delete, nhấn phím là Alt Delete, thì khi đó nó sẽ tô màu trắng vào đây, chúng ta thấy là nó có đường kẻ màu trắng nhỏ, nhỏ xíu à, đó. Nó một pixel à, rất là nhỏ thôi nha. Rồi thế thì phóng lớn lên, chúng ta zoom hết cỡ luôn, tức là lăn chuột á. Thì muốn lăn chuột mà zoom được á, thì chúng ta nhớ nhấn phím mà cửa trên K nha, nhấn phím cửa trên K. Khi mà nhấn phím cửa trên K đó thì trong cái phần tool nè, kiểm chọn cái zoom with well á, kiểm chọn cái zoom with well đó, thì cái tích cái này á, thì có nghĩa là có là cái là lăn chuột được. Và khi mà lăn chuột á là nó sẽ zoom luôn, giúp cho mình không phải nhấn A nữa, giống như bữa đầu tiên thì nhắc bên kia rồi đó. Rồi sau đó copy xuống nè, nhấn Alt copy xuống đó, như vậy là thu nhỏ lại cái ổn chưa nè. Ok, nhưng mà hình như còn rộng nữa đó, cho nên là chúng ta kéo bự hơn đi, kéo bự hơn đi, kéo tới đây đi ha. Đó, chúng ta thấy nhấp lại ok được rồi nè. Sau đó nhấn Control hai cái layer này, tiếp tục copy xuống tiếp. Đó ha, rồi copy xuống tiếp. Rồi đó, như vậy nè, là thu nhìn từ xa lại đó, như vậy chúng ta sẽ có một đường kẻ như vậy, có đường kẻ màu trắng như vậy đó. Có thể copy thêm một vài đường nữa đi cho nó rộng rộng chút xíu đó. Ok đó, như vậy chúng ta có một đường sọc nằm màu trắng nằm ngang như thế này. Sau đó chúng ta mới tiến hành gõ chữ rich vitamin vô, kích một điểm này. Sau đó chúng ta kích chữ rich vitamin.
Đây, cũng kênh trên T và thu nhỏ lại. Đây, nha. Rồi, sau đó cũng Enter nè. Và chúng ta chú ý là cái chữ này á, màu của nó đó, thì chúng ta lấy màu xanh. Thì hút cái màu xanh trên này nè. Hút màu xanh của cái đề đó. Chọn thử màu nào đẹp, màu xanh, rất là xanh đi. Ok, màu xanh là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái phông chữ, vấn đề là cái phông chữ. Thì bây giờ cái phông này nó thấy là nó cao thấp này nè, thì bây giờ chúng ta kiếm phông thôi, chịu khó ngồi kiếm phông, hoặc là không không giống 100% cái phông của đề cũng được, miễn sao là nó là lạ, nhìn nó đẹp đẹp chút xíu, nó ạt chút xíu, đó là phông ở đây. Thì máy trên trường thì có rất nhiều phông, thì có nhiều sự lựa chọn ha. Thì máy ở nhà chúng ta, nếu mà chúng ta cài nhiều phông thì tốt ha. Máy thường có rất nhiều phông, máy cài rất là nhiều lần rồi, cho nên là có cái phông rất là đẹp ha. Phông khác cũng được, miễn sao là nó ạt, nó đẹp là được nha. Có thể là không chống cái đề, tại vì cái đề người ta không có cho phông á, nhưng mà phải tự kiếm phông thôi. Rồi, thầy lấy lại phông này đi, nó cũng hơi rất là ạt rồi nè. À, phông này thì dĩ nhiên là thầy cũng tăng cái kích thước cái chữ này lên. À, thì cố tình thì tăng lên cho nó là lạ đó. Đó là cái chữ rich vitamin này, make you healthy. À, thì cố tình thì làm cho nó là lạ một xíu. À, rồi đây rồi. Sau khi làm xong á, chúng ta có thể làm thêm cho nó nổi bật hơn bằng cách là chúng ta vô FX. FX chỗ này này là cái gọi là cái hiệu ứng của nó đó, hiệu ứng của nó. Thì chúng ta cứ để FX, chúng ta xài hiệu ứng ví dụ như là auto glow là tỏa sáng này đó, auto glow tỏa sáng này, chúng ta tô nó tỏa sáng nó vừa vừa thôi, giảm cái thông số xuống đó, tỏa sáng vừa vừa thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta cho nó, tức là cho nó số 1 á, số 1 á, để mà nó tỏa sáng nhẹ. Thứ hai nữa là rough shadow là bóng đổ, chúng ta cho cái bóng đổ rồi đó. Thì nhờ nhờ cái bóng đổ này nè mà giúp cho cái chữ chúng ta nó có chiều sâu hơn, nó có chiều sâu hơn, chúng ta có thể nắm cái góc nghiêng của cái bóng này đó, cho nên nó có chiều sâu hơn, nó có như nó đậm đà hơn á, dạng gì đó, nó có phản ánh, nó phản ánh cái đối tượng nó tốt hơn. Rồi ok đó, thì chúng ta có thể làm khác đi một tí cũng được. À, cái phông chữ thì có thể chọn cái phông tinh nghịch đó, tinh nghịch nó là lạ cũng được ha. Nó nhảy nhảy lên xuống gì cũng được. Cái này thì tại vì không có phông của đề đó, chúng ta chọn cái phông gần giống được rồi nha, không bắt buộc phải y chang. Ở đây thầy lấy một cái phông đó để demo làm cho nó nhanh đó, mà để ngồi kiếm phông nó lâu á. À, ví dụ phông này cũng như này đó, rồi thì chỉnh lại kích thước này, hồi thầy kéo giãn ra nữa. Nó sẽ phông này cho nó, rồi nó tinh nghịch đó, nhảy nhảy xíu cũng được nha, nó là lạ xíu cũng được. Đó. Rồi kế tiếp là chúng ta làm cho ta cái cà rốt đó. Cái cà rốt này nè, nó cũng tỏa sáng nè, thì cứ trên T cho lớn chút xíu nè. Rồi để đây thì cái cà rốt này cũng auto glow là tỏa sáng này. Nè, cũng bừng lên chút xíu. Đó, ok này. Nè. Rồi, và cuối cùng nữa đó là làm cho cái trái táo này có vẻ như đã bị ướt. Tức là nó có rất nhiều hạt nước. Có rất nhiều hạt nước. Thì để làm được điều này á, thì chúng ta sẽ mở cái phần của thầy lên. Cái phần bài tập của thầy lên á, thì nó sẽ có cái nó sẽ có một cái file gọi là file water drop Elvis style. Thì đây chính là một cái style á, người ta gọi là nó là một cái hiệu ứng á, cái hiệu ứng á, hay hay còn gọi là một cái style, một cái kiểu để mà người ta làm rồi, người ta gán tất cả cái hiệu ứng vào rồi và người ta gói lại thành cái gói đó mình để cho mình xài, mình bung ra mình xài thôi,
mình không phải làm gì hết, mình buông ra, thì có nghĩa là nó đã làm tất cả bên trong rồi, mình buông ra mình xài thôi, tất cả những cái thao tác hiệu ứng màu sắc nó làm hết rồi đó. Thì trong Photoshop đó, nó nằm trong cái phổ Windows, chọn là Style trong Windows, chọn Style đó, trong Windows chọn Style thì nó nằm ở đây nè nha. Thì khi mở nó ra đó thì cái Style là nó nằm ở đây nè đó, nó nằm ở đây đó, trong trong nó nằm trong cái bảng này. Thì nếu mà nó nhiều quá đó, chúng ta có thể bấm vào đây chúng ta xóa bớt cũng được. Để coi, chúng ta có thể là reset reset đó, bỏ bớt cho nó gọn đó. Thì đây là một số style nó có sẵn trong máy, chúng ta muốn đưa thêm vô thì chúng ta mở cái phần của thầy mà chúng ta tải xuống đó. Chúng ta lấy cái file water drop này nè, chúng ta chuột phải chọn open là mở ra. Thì khi mà mở nó ra đó thì nó bung vô trong Photoshop và nó nằm ở đây luôn, nó nằm ở cái mục dưới cùng mà vừa mới vừa nó nằm dưới cùng ở đây nè đó, nó nằm dưới cùng ở đây luôn nè. Thì chúng ta xem, chúng ta xài cái này thì có nghĩa là xài cái này như thế nào, thì chúng ta coi lại cái chỗ chúng ta coi lại cái chỗ cái hình trái táo này nè đó, là lesson 6 á. Hiện tại nó hơi bị tối á, trái táo nó hơi bị tối à, hơi bị tối. Bây giờ thì ẩn cái nho đi, ẩn trái bơ đi. À, ta thấy rõ hơn nè, tạm thời ẩn laser đi á. Thì bây giờ đối với cái trái táo này á, đối với cái trái táo này á thì thầy sẽ xem như là thầy sẽ cho nó sáng hơn, cho nó sáng hơn bằng cách là chỉnh màu cho nó, chỉnh màu cho nó. Thì để chỉnh màu cho nó đó, chúng ta vô email nè, chọn là adjustment, email adjustment, và chúng ta xài cái tính năng là levels, email adjustment levels nha. Nó ra cái bảng này, email adjustment level. Hiện tại cái bảng này á, chúng ta chỉnh cái nút này nè, chỉnh với bên trái á ha, hoặc bên phải tùy theo, hoặc là chỉnh cái nút này là chúng ta lui về. Bây giờ thầy thu nhỏ này lại, zoom nhỏ lại nè, rồi email adjustment levels nha, email adjustment level. Thì chúng ta giảm cái nút này xuống này đó, thì ta thấy ra nó sáng sủa lên chưa, nó táo tay cái mà nó cong, nó mộng hơn, nó giống như nó mới hơn cho táo, nó gọi là nó mới mới chớm á, mới chín á, chưa có cũ á ha. Ok đó, trước tiên thầy làm cho táo này nó sáng sủa hơn là thứ nhất. Thứ hai nữa đó là thầy tạo cho nó cái hạt nước giống như cái đề bên đây. Thì để có hạt nước á thì chúng ta tạo một laser mới, tạo một laser mới đặt tên là nước đi, là nước đi đó, ví dụ vậy. Thì để tạo cái nước này á, để tạo cái nước này á thì chúng ta sẽ sử dụng cái màu trắng, màu trắng, và dùng cọ brush, cọ brush màu trắng, có thể dùng cọ sắc nét cũng được, cọ sắc nét màu trắng, và thu nhỏ cái đầu cọ xuống bằng cách là nhấn phím mở cọ vuông á, mở cọ vuông trên bàn phím á để nó nhỏ lại đó, và chúng ta chấm một cái à, và dĩ nhiên là chúng ta sẽ cho opacity là 100% nè, chấm cái đó, đó là màu trắng nè, thấy không đó. Ví dụ thì chấm một cái trước đi, mẫu đi đó, chấm một cái trước, sau đó thì kích vô cái hiệu ứng này nè đó, cái phử này là chúng ta thấy hạt nước xuất hiện chưa đó, đây là cái hiệu ứng nước mà, hiệu ứng nước này kích vô đây một cái là lập tức là cái hiệu ứng nước nó áp vô luôn cái đó, và mình kích thêm có thêm nhiều nước nữa đó. Nhưng mà vấn đề như vậy mình kích nhiều quá là sao kích hết đó, vấn đề là nhiều quá là sao kích hết được đó. Thì có nghĩa là trước khi mình làm cái này á thì mình sẽ có cách khác rồi. Bây giờ thay vì mình chấm từng món như vậy á thì cái dây nước này nè mình tạo sẵn này nè, mình chỉ dùng tính năng là brush đó, tính năng là brush. Bây giờ mình chấm màu trắng đúng không, nhưng mà mình rất rất nhiều hạt như vậy, rất nhiều hạt như vậy, và hạt nó thay đổi nữa, hạt lớn hạt nhỏ nữa, nó phải một hạt thôi mà hạt lớn hạt nhỏ nữa, như vậy để làm được điều đó đó thì giờ chúng ta phải chuẩn bị trước bằng cách là chúng ta sử dụng cái nút này nè, được gọi là chỉnh cái setting đó. Cái setting của cái brush đó. Phím tắt của nó là Shift F5 không phải. Phím tắt nó là, bây giờ phím tắt nó là F5 thì phải, không phải luôn. Không phải. Có nghĩa là chúng ta kết vô lệnh brush trước nè. Màu trắng nha, cọ brush. Kích thước cái cọ thì chúng ta đã chỉnh ngay từ đầu rồi, nó nhỏ khoảng như đây. Và kích vào cái nút này nè, ở trên cao cái nút này đang khoanh khoanh vùng nè. Đó, kích vào đây nè. Nó ra cái bảng này. Thì cái này là brush setting, chỉnh chỉnh cái cài đặt, chỉnh về về cái cài đặt của cái brush đó.
Thứ nhất là cái spacing này nè, chúng ta giãn ra. Cái spacing này chúng ta giãn ra thì nó cái hạt này thưa ra. Đó, cái hạt nó thưa ra là thứ nhất. Rồi, thứ hai nữa là kiểm chọn cái mục brush brush tip shapes. Mục brush tip shape thì cái mục này á thì cái mục này á là chỉnh cái spacing nè. Mục thứ hai là shape dynamic. Mục thứ hai này nó có tên là shape dynamic. Thì có nghĩa là cái mục này á thì có nghĩa là mình kéo cái size sister mình tăng lên. Thì cái đó những cái hạt ở dưới đây nè. Cái hạt ở dưới đây nè thì nó sẽ lớn hạt nhỏ. Hạt lớn hạt nhỏ. Đó. Rồi sau đó chỉnh xong rồi qua đây chúng ta mới chấm nè, chúng ta mới đi. Chúng ta mới quét. Đó, chúng ta thấy hạt lớn hạt nhỏ không? Đó. Nhưng mà chưa xong đâu. Sau đó kế tiếp chấm thêm cái mục ở dưới nữa, nó có tên là scattering. Scattering. Thì cái mục scattering này á, chúng ta tăng cái scatter lên. Thì cái đó cái hạt này nó phát tán ra. Nó phát tán ra có nghĩa là nó bay ra nhiều hướng đó. Nó bay lúc thì lên, lúc thì xuống, nó đều đều ra và hạt lớn hạt nhỏ nó luân phiên thay đổi. Đó. Thì nói chung là nó giúp cho mình cái hạt mình á, nó sẽ phát tán nó một cách ngẫu nhiên và rộng rãi ra. Nó tán một cách ngẫu nhiên và rộng rãi ra thì giúp giúp cho cái hạt mình nó sẽ đẹp hơn. Đó, thế thì hiệu quét nè. Đó, thấy không? Tự động nó bay ra hướng này, nó bay hướng kia. Đó, cứ đi vòng vòng như vậy nè, để chúng ta có nhiều hạt nước hơn. Đó, ví dụ vậy nè. Hạt nước nó phát tán nhiều nơi. Đó, hạt nước nó phát tán nhiều nơi. Ha. Rồi, thì sau đó thì... nếu mà nó có dư ra ngoài thì sau này chúng ta xóa sau. Đừng đừng có xóa vội từ bây giờ. Ha, đừng có xóa vội từ bây giờ. Đó. Xóa cũng được không sao, dùng gom á. Xóa luôn cũng được, tạo vấn đề. Đó, nha. Rồi. Bây giờ sau khi mình đã có cái mặt trắng này rồi á, chúng ta kích vô cái style á. Kích vô cái style này nè, nó đổi sang là hạt nước nè. Đó, hạt nước nè, nha. Rồi, sau đó chúng ta muốn có chỉnh sửa gì á, chúng ta muốn chỉnh sửa gì á thì chúng ta cứ khi mà áp cái hiệu ứng style vô hạt nước này rồi á thì tất cả các hiệu ứng hay là cái thông số hiệu ứng đó, nó nằm ở đây nè. Chúng ta có thể vô đây ta sửa bằng cách là ví dụ như double click vô rough shadow là bóng đổ. À, sửa cái rough shadow này chúng ta sửa cái size của nó là lớn hay nhỏ ha, nó phát tán như thế nào, khoảng cách như thế nào chúng ta có thể sửa được hết. À, inner glow là ha, đậm hay nhạt. À, chúng ta cứ chỉnh để chúng ta coi cái nào nó phù hợp á thì chúng ta lấy ha. Inner shadow những cái hạt nhỏ nhỏ nè đó, chỉnh cho nó tối tối xíu cho nó giống nè. Đó, ví dụ vậy là ok. Đó, như vậy chúng ta thấy hạt nước nó bám rồi đó. Hạt nước nó bám ra đây rồi nè. Rồi chúng ta dùng cục gơm chúng ta xóa đi những chỗ nào chúng ta thấy không ổn thì xóa bớt đi. Đó, như vậy cái hạt nước rồi. Rồi sau đó mới mở cái trái bơ ra và cái chùm nho ra thì lại. Rồi ok, xin mời lúc mình làm như thầy tới đây nha. Làm chữ rich vitamin cái nền trắng và hạt nước cho quả táo này. Rồi xin mời lớp mình bắt tay vào làm.